Vĩnh biệt anh, người đàn ông em yêu. Đúng là cái đồ mất lịch sự. Đáng nhẽ ra là phải đến đây ngồi chờ nhà gái trước rồi chứ. Ai lại để cho nhà gái ngồi chờ mất cả mồm ta. Mẹ cố gắng đợi tí nữa. Chắc là đang tắc đường. Đáng giờ tan tầm mà mẹ. Mấy giờ rồi mà còn tan tầm? Trang. 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 Trang ơi. Trang. Xin lỗi ông nhé. Tôi không thể cho con gái tôi quan hệ với một đứa mà nó coi việc nghiêm túc như trò đùa được. Tôi không có thời gian để chờ đợi thêm đâu. Làm gì mà không có thời gian? Diễm là tỷ phú thời gian đấy chứ. Ngồi thêm một tí nữa đi, lần nào cho muộn. Khỏi đi. Thả tôi về nhà tôi nằm chơi điện tử còn hơn ý. Mẹ. Cái gì? Sáng mắt ra chưa? Ngồi đấy mà chờ. Không bao giờ có một thằng như thằng Jun mà nó yêu chân thành con đâu con ạ. Xin lỗi bà. Chắc là có vấn đề gì thôi. Chứ con tôi biết. Mong bà bỏ qua cho. Xin lỗi ông. Tôi không bao dung như thế được. Tôi xin phép. Ủa chết. Này đi đâu đây? Đi về. Chứ để con gái mình ế cả đời à? Kìa. Thế nó không báo gì với cháu à? Cháu cũng đang lo muốn chết đây ạ. Người nhà bệnh nhân đi ra ngoài giúp em. Cháu xin lỗi chú ạ. Đã phiền chú đến đây. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Phiền gì đâu. Chú đang cảm thấy rất vui. Chỉ tiếc là... Thôi, cũng muộn rồi ạ. Chú về nghỉ đi ạ. Có gì cháu sẽ gọi cho chú. Cháu cũng nên về sớm nhé. Vâng ạ. Cháu chào chú ạ. Tình hình sao hả bác sĩ? Bệnh nhân bị ngộ độc paracetamol, cũng may chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nên anh có thể yên tâm. Liệu có biến chứng gì không ạ? Không đâu. Ngày mai cô ấy có thể xuất viện được. Nhưng lần sau đừng sử dụng thuốc giảm đau vô tội vạ nữa. Quá liều tí nữa sẽ gây tổn thương gan rất nghiêm trọng đấy. À này, liệu cô ấy có bị sốc hay gặp chấn động gì trước đó không? Gần đây bệnh viện nhận rất nhiều người nhập viện vì uống thuốc giảm đau để tự tử, nên anh cẩn thận vẫn hơn. Vâng. Cảm ơn anh. Em xin lỗi.
vì đã làm phiền anh như thế. Em làm cái quái gì đấy? Suýt nữa vào nhà xác nằm rồi đấy. Em đúng là bị điên. Em đau đầu quá. Em uống thuốc mãi mà không đỡ, nên cứ uống tiếp. Không ngờ... Thế sao em còn nhắn tin vĩnh biệt anh? Em không biết. Lần sau đừng có dại dột như thế, vì bất cứ lý do gì. Anh như thế này là em biết anh vẫn còn lo cho em lắm rồi. Ừ, sợ chết bỏ bố ra. Nhưng mà thôi, không sao rồi. Em nghỉ ngơi đi. Anh nhờ y tá chăm sóc cho em rồi. Bây giờ anh phải đi có việc. Anh đi đâu? Em đang như thế này mà anh lại bỏ rơi em à? Anh xin lỗi, vì anh có việc phải làm. Đằng nào mai em cũng ra viện rồi mà. Anh sẽ đến đón. Có phải anh đến cho mẹ Kim xin cưới đúng không? Có phải em cố tình làm như thế để ngăn cản anh đúng không? Em có điên đâu mà đem tính mạng mình ra làm phép thử như vậy. Kim không đáng để em làm như thế. Đúng, em đừng có làm như thế. Không thay đổi được gì đâu. Cho anh xin lỗi. Vì sao? Anh phải chạy đến chỗ Trang. Anh đến gặp Trang trong cái ngày trọng đại nhất giữa tôi với anh. Anh đi đến tìm chị ta. Trang tự tử. Cô ấy uống thuốc giảm đau quá liều, cho nên... Thì cái kiểu ấy á, trong phim đầy. Nhưng mà dù sao cũng là tính mạng con người mà. Làm sao anh bỏ mặc được. Em hiểu cho anh đi. Tôi hiểu cho anh. Thì hãy hiểu cho tôi. Trong cái ngày hai gia đình gặp mặt, mà anh đi gặp người yêu cũ à? Nhưng mà nếu anh không đến kịp thì cô ấy... Chị ta sẽ vẫn sống thôi. Kim. 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 Em đừng như thế mà. Anh không hề có ý coi thường buổi gặp mặt. Anh có biết là để được mẹ tôi đồng ý đến buổi gặp mặt hôm nay, tôi đã phải cố gắng thế nào không? Chỉ một tin nhắn từ Trang là anh biến mất luôn. Bởi vì anh sợ Trang gặp nguy hiểm mà. Trang, lúc nào cũng là Trang. Dù anh không thừa nhận, nhưng ưu tiên hàng đầu của anh lúc nào cũng là Trang. Mình chia tay đi.